Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn NLD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Trong tất cả các ngày, ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5 thì em thích nhất là ngày thứ 6. Bởi vì ngày thứ 6 em có thể mở ra được tính năng thần đăng. À nhầm, thần thông anh em nhé. Đấy, hôm nay ngày thứ 6 hơi bị ngon lành luôn. Thần thông là một cái gì đấy cực kỳ khác bỏ. Bởi vì kết hợp với cả thần thông thì sức mạnh của anh em sẽ gia tăng đáng kể luôn anh em ạ. Và đây rồi, vừa mới mở bát ra một phát đầu tiên luôn là cái hoàng khí. À, ông nào chơi băng phong ngàn dặm à, tôi đeo luôn cái hoàng khí. Ơ, có thêm cái chói thần này. Cái chói thần này sẽ giúp mình đi phụ bản rất là ngon nha. Ui, xuất chiến luôn này. Ui, xuất chiến luôn này. Ô, có cả mình đồng ra sắt luôn này. Cái này đi phụ bản, ôi, tuyệt vời luôn. Quà thất huyền. Ồ, hôm nay cũng có thần thông này. Nhưng mà là ngẫu nhiên. Được rồi, để mình thử lựa chọn xem được cái gì nha anh em ơi. Túi càn khôn này. Ấn ký cứ mở cái đã. Ờ, mở tiếp cái đã. Ờ, ok. Đấy rồi, mở. Mở tiếp cái đã. À, đây là bản xếp hạng dị thú xâm lược. À, chứ nhầm, bản xếp hạng chiêu mộ tinh quái anh em ạ. Ok. 2007 à. Tạch. U là trời. Túi thất thông. Đây. U là trời. Minh hồn thuật. Hơi cùi. Rồi, đây không sao anh em ạ. Còn bây giờ thì sẽ đi quán đỉnh thần thông thôi anh em ơi. Nhận thần thông X10. Ui, không có cái gì ngon luôn á. Ui, xanh lét một màn hình luôn này. Hồi xuân. Ô, định thân chú. Ui, nhìn giống cái chói thần thế. Tưởng là có cái chói thần cơ nhưng mà cóc phải anh em. Ê, choáng. Ui, cộng 163k để mình chiến là được ghê đấy. Đây rồi, lần cuối cùng 50 này, thần mạch. Ui, cứ nâng thôi. Tiên duyên. Ok, à, yêu lực của mình lên 1.000 vạn anh em nhé. Tăng tốc này. Thần thông này, tiếp tục này. 450 là được 2 lần x10 nữa này. Cố lên. Kỳ lân ti, ui giời ơi. Tấn nữa đi. Ui, có thêm cái chói thần thôi anh em ạ. À, liên kích, ui trừ nhiều điểm nguy lực thế, tách luôn. Quán đỉnh thần thông thần mạch 200 này. Tiếp tục. Đây rồi, ui thần thông cam luôn. Cái gì đây? Ui giời ơi, nguyên thần xuất khiếu, mỗi lần tấn công đều nhận được 10% cường hóa linh thú. Chung là không ăn thua anh em ạ. Cái này cùi lắm, không phù hợp. Giờ mình phải đi làm mấy cái nhiệm vụ này anh em này. Ui dồi ôi, càng thế. Hình như có nhiệm vụ chia sẻ hay sao ấy. Đâu nhỉ? Đây rồi, mình biết ngay mà. 1, 2 và 3. Đấy, 1, 2, 3. Ấy, thế mình đủ x10 thêm phát nữa đấy anh em ạ. Mình tính chuẩn lắm. Đó anh em thấy không? Chíu. Rồi, không có cái gì cả. Đây, lại có thể là nhặt được 300 này. Tiếp tục. X10 thêm phát nữa. Uầy, thần thông tím cái gì? Kim căng bất hoại. Được. Mang đi PK là ổn luôn. Tuyệt cả là vời, đồ giám thần thông kích hoạt luôn. Ok. Nhưng mà bây giờ lại thiếu thêm 100 vé nữa rồi anh em ơi. Lại phải đi làm nhiệm vụ anh em nhé. Thu thập đạo cụ. Ô, thu thập đạo cụ à? Ờ, tại phúc địa hay là ở đâu nhỉ? Tại phúc địa luôn. Phúc địa đây. Ui, ngày mai mở ra tính năng auto chuột. Phê. Xem video này. À đây rồi. Thu thập này. À, làm nhiệm vụ kích hoạt huyết mạch là cũng ổn này anh em này. Cái gì đây? Phản công à? Phản công thì mình tách thôi. Kích hoạt huyết mạch 90 lần này. Khiêu chiến đấu pháp 10 lần, 20 lần này. Dị thú xâm lược 2 lần, 4 lần này. 3 lần này, 5 lần này. À, ok này. Ôi giời ơi, chơi luôn. Khiêu chiến nhanh luôn này, chọn búp luôn. Ok. Ai xa, đủ anh em nhé. Ấy, tự động luôn anh em ơi. Tiếp theo là gì nhỉ? Nâng cấp level cái đã. Ơ, đường luôn là huyết mạch mới này. Đỏ luôn nha. Uầy, cộng nhiều lực chiến đấy. Xin.
Dị thú xâm lược đúng không? Một. Khoan, quên mất mình toàn chưa đổi cái thì đã đi đánh. A, à, cái này cũng đúng rồi đấy. Gần gần đúng rồi anh em ơi. À, đây, mình sẽ đổi sang cái này là hợp lý hơn này. Đó, huyết mạch có mới này. Đằng xà cũng được này. Thay thế cho cái câu trần là hợp lý này. Rồi, khiêu chiến nha. Lần này chắc chắn là sức sát thương gây ra sẽ được hơn đấy. Đó, phát nữa này. Đấy. Đấy, thì chỉ đánh luôn đi, hôm nay coi như bỏ. Tạm thế thôi. Quán đỉnh thần thông, có nhiệm vụ nhận được ngay. Rồi, còn khiêu chiến yêu vương nữa. Càn quét luôn. Không nói nhẹo. Đây rồi, 8 lần. Ok, có thêm nhiệm vụ nhận được 150 nữa này. Xịn ngay này. Còn gì đâu ta? Khiêu chiến đấu pháp 10 lần, 20 lần này. Ồ, thế này thì làm dần dần thôi. Tăng cấp vật cưỡi à? Quái thế nhở? Tăng cấp vật cưỡi 10 lần mà nó lại đang bị mắc thế này, nó mới đau chứ. Tăng cấp thần thông 2 lần, 4 lần, 6 lần, 8 lần. Dung hợp ấn ký. À, được. Có cái nhiệm vụ nữa rồi anh em ơi. Ơ, giảm nhiều thế. Kháng choáng, ô quên đi. Thần thông nhận. Mình cứ chưa mộ cái đã. Tiếp tục biến hóa. U là trời. Thôi, giờ bắt đầu đến lúc là phải đi nâng cấp rồi anh em ơi. Hoàng khí này. Hoàng khí chơi được không nhỉ? Chói thần là hợp lý này. Đột phá lên một cái đi. Nhưng mình chỉ nâng cấp cái chói thần này lên level 25 thôi anh em nhé. À, bởi vì là ghép được mỗi một cái ấn ký thôi. Nếu như nâng cấp thừa nó phí. 3, 24, 25. Đấy, ấn ký. Dung hợp một lần này. Cường hóa sát thương đạo pháp. Trang bị luôn. Tiếp theo ở đây thì ám kích linh thú phóng kỹ năng sẽ gây thêm một lần sát thương bằng 22% công. Nhưng mà giai đoạn này thì mình đang ưu tiên để đi vượt ải, cho nên là mình sẽ chọn cái mình đồng da sắt anh em ạ. Mình cũng chỉ nâng cái này lên level 25 thôi. Đó, 3, 24, 25. Ghép được một lần ký nữa, dung hợp nhanh được không? Không. Siêu linh thú. À đây, mình sẽ chọn cái giảm sát thương cuối anh em nhé. Thế là 1,3% cộng với cả cái này 6% là mình đã có 7,3% giảm sát thương cuối rồi này. Ok, tầng trên này xem còn chọn được cái gì không ta. Tá lực thuật đây rồi. Đây, tấn công một lần bằng 130% công và tăng 20% công. Xuất chiến ngay. Ưu tiên đi vượt ải thôi. Đây là bộ thần thông đi vượt ải đối với cả liên bạo rồi. 21 này. 22, 34, 25. Ok, không ghép lần ký. Thế thì cứ cường hóa linh thú mà chơi thôi. Rồi, tạm thời như vậy đã anh em nhé. À, còn cái này nữa này. Cái này đang hơi khó lựa chọn tí. Đây mình đang phân vân giữa cái hoàng khí với cả cái ám kích. Thôi, để đấy đã. Để đi chiêu mộ tiếp với đã anh em ơi. Đâu nhờ. Đây rồi. Uầy, nhiều nhiệm vụ này. Ý, ngon. Thần mạch nữa này. Ui sợ. Hợp lý luôn anh em ạ. Huyết mạch lại xong nữa này. À, kháng choáng luôn. Ui giời, lại quá ngon đi. Thần thông, nhận thần thông này. 1, 2, 3. Ui giời ơi, nhưng mà đen thế. Toàn lục với cả lam anh em ạ. Căng thẳng quá. Thần mạch. Ui, 100.000 ký được của nó. Đây rồi. Ok luôn. Ấn ký mở luôn anh em ơi. Ui xôi. Dùng luôn. Thế này thì tha hồ mà ghép ấn ký anh em ạ. Ờ, thanh long này 36k bị giảm đi. Nhưng cũng được. Thôi, bắt đầu build chuẩn sang liên bạo nha anh em nhá. Bắt đầu đấy. Bắt đầu vào guồng đấy anh em ơi. Có huyết mạch gì mới đây? Ôi giời ơi, chú tước à. Tách luôn, không đánh nhẹo. Thần thông đúng không? Ấn ký này. Bắt đầu là ghép này. Rồi, có một cái giảm sát thương cuối, thay luôn 3,7% này. Trên này thì sao? Ui, vẫn là cái hoàng khí thôi. Thôi mình chọn cái ám kích đi anh em ạ. All in là sát thương đi vượt ải cái. 1,
1, 2, 3, 4, 5. À cái này đã nâng cấp được lên bậc 2 nên mà phải lo nhỉ. Dung hợp tiếp này. Cường hóa thuộc tính kháng, cường hóa thuộc tính chiến đấu. Cường hóa thuộc tính chiến đấu cái đã. Chưa chiến đấu được thì làm sao mà kháng được. Chói thần này. Dung hợp nhanh này. Cái này là cái gì? Cường hóa sát thương đạo pháp à? Đây này, tiếp tục là cường hóa thuộc tính chiến đấu này anh em này. Khoan. Thế thì cái dưới này nó phải là bỏ qua chứ là đúng rồi. Bỏ qua thuộc tính chiến đấu. Cường hóa trị liệu. Cường hóa thì cường hóa thuộc tính kháng này anh em nhá. Thì nó sẽ hợp lý hơn. Tá lực thuật. Đây rồi, không biết là có viên cường hóa linh thú nó ui ngon này. Hai viên luôn ạ. Cái này thì là tăng sát thương cuối đúng không? Nhưng thôi. Chơi cường hóa linh thú đi cho nó chất anh em ạ. Nếu như hôm nay anh em nào mà có nhiều thần thông tím là thần thông cam á thì chắc chắn là yêu lực sẽ tăng lên rất là nhiều, bởi vì có thể là ghép được hai viên ấn ký mỗi cái thần thông. Nhưng mà thôi. Cứ thế thôi đã. Mình quên mất nhỉ. Lúc nãy lại đi đánh hết. Đáng lẽ để một vài lượt ở lại để đi test luôn dị thú xâm lược các thứ. Quên mô mất. Câu trần cả chúng tôi cả quên luôn. Thần thông này. Đột phá luôn này. Rồi. Ok. Rồi, đồ giám thần thông quá xem nào. Uầy, tăng cấp được luôn ạ. Ngon. Phản công tăng lên này. Ui, xin luôn chứ còn gì nữa. Lại có thêm nhiệm vụ được hoàn thành anh em ơi. Liên kích. Ôi, hay luôn nha. Được rồi. Xin luôn. Ôi, ngon. Huyết mạch mới. Chu tước à? Nhìn là biết là mình không cần rồi đấy. Thần thông. Nhận thần thông. Tiếp tục. 3 lần đến 10 đấy anh em ơi. Ấm hồn pháp. Là trời. Phản nữa. Không một cái tím anh em ạ. Hay quá. Quán đỉnh thần thông thần mạch này. Đây rồi. Thêm một cái thần thông có thể lựa chọn được. À ngẫu nhiên thôi. Xem ra cái gì. Ui giời ạ. Minh hồn thuật. Chán thế nhở. Về cơ bản là mình thấy bộ thần thông này của mình là đi vận ải ngon lành cánh đào đấy. Đi dị thú xâm lược các kiểu là cũng ok đấy. Bây giờ đi vận ải thử nha anh em ơi. Xem đánh đấm được chưa nha. Rồi. Đau đấy. Bắt đầu thấy thốn hơn rồi đấy. Ê à, mình quên mất chưa đổi lại cái bộ mà có phù tang. Trong trường hợp ông này quá trâu. Không sao. Được luôn. Ê à. Qua được. Cố lên, đừng hẹo. Cố lên em ơi. Cố lên hay quá. Liên kích choáng các kiểu, qua được. Tuyệt vời anh em ạ. Đấy, có thần thông mà đúng là nó khác bọt hẳn. Đây này, ải này là 20 tịnh bình thủy này anh em này. Chiến thử xem. U là trời. Ê à. Ui à. Ê à. Choáng kìa. Đau phết nha. Cố lên, đúng rồi, đau chưa? Mày à bưởi. Ai à, choáng các thứ con khỉ kia khó chịu quá. Nhưng mà không sao, úi giời, ngon ngay. Anh em thấy như nào? Bộ thần thông đi vận ải hơi xịn đấy. Anh em nào mà mới chơi thì lưu ý nhá. Để có thể là sở hữu cái bộ thần thông xịn 6 con bò luôn ở ngày thứ 6 đi vận ải lấy nhiều bình. Đấy, giảm được rất là nhiều thời gian luôn. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi series Cái Quốc ATM cùng 500 anh em cùng với mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em. Bye bye.